Rất nhiều người nói với mình là đầu tư ở Việt Nam kiếm được nhiều tiền hơn ở Úc Rất nhiều người nói với mình là ở Việt Nam kiếm được rất là nhiều tiền hơn ở những cái nơi khác trên thế giới Các bạn có tin không? Xin chào các bạn, mình là Michael Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Lò Khởi Nghiệp Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về những cái mà mình và trải qua những cái mà mình đã chia, đã từng chia sẻ với các bạn và những cái mà mình nghe được từ những cái người nói chuyện với mình thì cái câu chuyện nó như thế này các bạn có một cái anh bạn của mình phân tích cho mình nghe cái như thế này anh nói là mày về Việt Nam đầu tư bất động sản đi sẽ có lợi nhiều hơn ở nước úc lúc đầu mình không tin cái sau mình suy nghĩ suy nghĩ một thời gian vài tháng cái sau mình mình suy đi nghĩ lại cái xong mình gọi điện thoại mình hỏi nó ủa tại sao mà ngày xưa anh nói với em như vậy. Rồi có một cái người mà mình quen cũng lớn tuổi rồi mình gọi là chú. Mình nói chú đó, ủa sao chú có con cái bên nước ngoài mà sao chú không có đầu tư qua bên nước ngoài mà chú toàn là đầu tư bên Việt Nam. Thì chú mới nói, "Con ơi, ở Việt Nam nó có một cái bí mật mà ở nước ngoài không có." Thì cái đó là cái gì các bạn? Đó là cái thuế các bạn. Ở nước ngoài cho dù bạn đầu tư bất động sản, bạn đầu tư cái này, đầu tư cái kia thì khi mà bạn lợi được á, thì chắc chắn là phải đóng thuế và nếu mà bạn có doanh nghiệp thì bạn đóng thuế thuế rất là cao các bạn thuế là 30 phần trăm còn nếu mà bạn cái, cái, cái bạn không có doanh nghiệp là cá nhân nha thuế cá nhân nha thì bạn đầu tư bất động sản bạn lợi bao nhiêu bạn chuyển vào tài sản tài sản cá nhân của bạn thì bạn cũng đóng thuế trên tài sản cá nhân đó các bạn có những cái công ty hoặc là những cái tổ chức nó sẽ cố gắng nó để giảm cái mức thuế mà phải đóng nhưng anyway thì cách nào thì cách bạn cũng phải đóng thuế các bạn không thể nào tránh được thuế các bạn người ta nói đùa ở bên nước úc này đó các bạn có hai cái mà bạn sẽ không bao giờ tránh được thứ nhất là cái chết Mình sẽ không bao giờ tránh được cái chết và cái thứ hai là thuế không bao giờ tránh được thuế các bạn cho dù đóng nhiều hay đóng ít thì các bạn cũng phải đóng và có ba tầng lớp trong xã hội các bạn biết rồi người giàu người nghèo và người trung lưu cái tầng lớp mà đóng nhiều tiền đóng nhiều thuế nhất là cái tầng lớp trung lưu đó các bạn lý do tại sao người nghèo người ta có tiền đâu người ta đóng thuế người ta phải ăn tiền trợ cấp xã hội người ta phải ăn tiền thất nghiệp người ta ăn đủ thứ loại tiền hết người ta làm gì có tiền mà đóng thuế họ không hề đóng thuế và những người lớn tuổi những người nghèo người ta không hề đóng thuế và những người giàu các bạn nghĩ người giàu người ta đóng thuế hả người ta cũng không đóng thuế luôn lý do là người ta biết cái đồng tiền của người ta người ta sử dụng một đồng tiền họ rất là hợp lý và người ta sẽ sử dụng một đồng tiền họ họ lợi được bao nhiêu tiền ví dụ họ bán một cái dự án gì đó lợi được bao nhiêu tiền họ lại đem đi đầu tư cái khác các bạn là coi như họ không phải đóng thuế trên cái số tiền đó rồi họ lấy nhiều tiền hơn người ta đi đầu tư nữa ví dụ như họ lợi được một triệu đô họ đi đầu tư cái dự án khác một triệu mốt họ lời được một triệu hai người ta lại đi tới đầu tư cái khác một triệu ba để đầu tư càng đầu tư càng tăng lên như vậy thì thì sẽ không bao giờ bị đóng thuế nhiều các bạn đó các bạn đó là lý do mà người ta thích về Việt Nam đầu tư hơn là ở nước úc nhưng mà ở Việt Nam đầu tư thì nó có cái rủi ro ở Việt Nam ở úc nó cũng có cái rủi ro ở nước úc thì hoặc là ở Mỹ nó có rủi ro ở Mỹ thì ở đâu nó cũng có rủi ro hết các bạn nhưng mà ở rủi ro ở những cái nước mà đã phát triển rồi thì luật lệ của nó nó đã chắc chắn rồi các bạn luật lệ của nó nó ngay ngay không có thay đổi được các bạn ở nước Việt Nam mình thì nó ít đóng thuế ít thì cái gì các bạn đóng thuế ít thấy thì nói chung là nó có nhiều cái vấn đề rắc rối nhưng mà mình thấy là những câu trả lời của câu những câu hỏi của người bạn của mình rồi người chú của mình nói rất là chính xác các bạn ở Việt Nam làm ra được nhiều tiền hơn ở Việt Nam đầu tư có lợi nhiều hơn ở nước ngoài lý do là nước ngoài nó đã phát triển rồi các bạn kiếm một dự án bất động sản không phải dễ mà kiếm được các bạn phải liên lạc với người này phải có nhiều người quen biết rồi người ta mới ngồi xuống bàn bạc với người ta rồi mới ra được một cái dự án còn ở Việt Nam thì nói chung là rất là dễ dễ hơn rất là nhiều so với bên Úc này tại vì dự án ở bên Úc này muốn đầu tư là phải đầu tư dài hạn chứ không phải bập bập một phát một hai năm là kiếm được lời gấp đôi gấp ba có khi gấp 10 lần luôn các bạn không thể nào có nơi nào khác trên thế giới chỉ có trừ những cái nước đang phát triển và một trong những nước đó là Việt Nam ở Úc này mà bạn nói return of investment muốn thu hồi lại vốn mà còn lợi gấp 2, gấp 3, gấp 5, gấp 7, gấp 10 thì sẽ không bao giờ có đâu các bạn không bao giờ có luôn mà nói thẳng luôn không bao giờ có chỉ có ở Việt Nam thôi mình nghe mấy người bạn mình nói mà này là chính xác đó, chứ không phải là thông tin này là dẫn là người ta dự án đầu tư bỏ vài trăm vài trăm triệu ra hai ba trăm triệu thôi mà bán tới vài tỷ lần các bạn các bạn thấy khủng khiếp không và nhiều cái đó là 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 không có làm gì hết đó các bạn họ không hề chia lô ra chia thửa ra để mà bán có những bạn mà mình biết là mua một miếng đất khoảng 500 mà chia lô chia thửa ra bán là ngay năm sau là đã lời gấp gấp nhiều lần rồi các bạn các bạn thấy thấy khủng khiếp không đó thì đó mình chia sẻ với các bạn đó, tại sao mà mình nói có rất là nhiều người ở nước ngoài về Việt Nam đầu tư thì tất nhiên bạn đầu tư ở Việt Nam nó có cái rủi ro Việt Nam lợi nhiều thì chắc chắn có rủi ro nhiều thì ai biết được giảm thiểu cái rủi ro và tăng cái 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 uh, gọi là cái lợi nhuận thì người đó thành công thôi. Còn ai mà không chịu học cái cách để mà giảm thiểu cái rủi ro mà đầu tư vào những cái chỗ mà rất là nguy hiểm, tăng cái độ nguy hiểm lên thì họ sẽ gặp những cái tình huống và có những cái dự án nó sẽ bị chôn vốn và những dự án nó bị gọi là đóng băng đó, thì nó sẽ bị mất vốn rồi các bạn. Rồi đó là mình phân tích cho các bạn biết đó, thì ở Việt Nam và ở nước ngoài nó khác nhau vấn đề về thuế và cái luật nữa luật ở nước ngoài nó nghiêm minh và nó nó nghiêm khắc lắm các bạn không thể nào trốn thuế được và ở Việt Nam thì nói chung là không có trốn thuế nhưng mà ở Việt Nam cái thuế của Việt Nam thì nó khác ở nước ngoài và thuế ở Việt Nam mình nhiều khi cũng mất cười đó có những người bạn mình nói mua miếng đất 2 tỷ nhưng mà nó ghi trong giấy tờ có 1 tỷ rồi thì không sao nhưng mà ở nước ngoài thì không thể nào mà mua 2 tỷ mà nói 1 tỷ được các bạn không có chuyện đó mua bao nhiêu phải ghi bấy nhiêu và chắc chắn là tại thông tin này là phải là thông tin chính xác và những người đầu tư sau người ta nhìn vô cái miếng đất của bạn người ta biết bạn mua giá bao nhiêu mua từ năm nào và bạn cho người khác thuê cái miếng đất bao nhiêu phải rõ ràng rõ ràng giấy trắng mực đen không thể nào mà nói mua 2 tỷ mà để trong giấy tờ một tí được các bạn rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn video sau nha các bạn thấy hay thì cho mình cái thâm ấp và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người cùng coi với mình